Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với channel KTV. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị 9 cách để nhận biết một số dự án scam khi quý vị tham gia mua token DeFi mới phát hành. Rồi, cách thứ nhất là thông tin ít, mạng xã hội không hoạt động hoặc rất ít thành viên. Telegram thì cấm chat hoặc không cho hỏi tự do. Vâng thưa quý vị, bất cứ một dự án nào khi phát hành token phải có thông tin về dự án hoặc thông tin về đội nhóm hoặc là đối tác chiến lược. Quý vị có thể tìm kiếm trên mạng xã hội như Telegram, Twitter, Medium hoặc là Facebook để tìm kiếm các thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào một dự án nào. Thứ hai, smart contract chưa được kiểm chứng bởi một bên thứ ba. Hiện nay có những lớp học online để viết được một smart contract chỉ từ 10 đến 15 buổi. Với những người không thành thạo ngoại ngữ hoặc không cần biết lập trình cũng có thể tự viết một smart contract và đưa lên mạng. Và tất nhiên, việc mua một domain và một hosting ẩn danh chi phí quá rẻ và cũng cực nhanh, nó còn đơn giản hơn việc viết một smart contract. Thứ ba, website không có nhiều thông tin. Vâng, thưa quý vị, bất cứ một dự án nào, trước hết là phải có một địa chỉ domain website rõ ràng và những thông tin như thông tin về đội ngũ phát triển, thông tin hỗ trợ hoặc mạng xã hội, thông tin về chiến lược phát triển, thông tin về nguồn cung phát hành và phân bổ, thông tin về đối tác chiến lược, rồi là các chính sách marketing, thời gian bán cũng như thời gian token sẽ được niết lên các sàn. Thứ tư là nguồn cung quá lớn hoặc là quá nhỏ. Năm 2021 là một năm đánh dấu sự đột phá của DeFi cũng như những token phát hành có nguồn cung nghìn tỷ lên ngôi. Nhưng bên cạnh đó có rất nhiều token scam hoặc không thể tồn tại được lâu. Và tất nhiên, đội ngũ phát triển họ chỉ marketing và chờ nhà đầu tư mua vào để họ bán xả cũng như rút thanh khoản. Ngược lại, một token khi phát hành mà có nguồn cung quá ít là để đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư muốn nhân tài khoản nhanh. Thứ năm, họ bán token bằng cách kêu gọi nhà đầu tư chuyển token vào ví của họ. Thông thường họ bán các token thành nhiều đợt, nhiều vòng. Một token được phát hành trên mạng ERC20 thì họ yêu cầu chuyển ETH. Token phát hành trên mạng PEP20 thì họ yêu cầu chuyển BNB vào ví để mua token mà họ phát hành. Đây là những chiêu rất phổ biến và rất nhiều đàn nhà đầu tư đã từng mất tiền. Nếu muốn mua token kiểu này, chỉ nên mua qua một đối tác uy tín thứ ba. Thứ sáu, đã từng scam rồi trả lại. Một chiêu trò rất phổ biến nữa là token phát hành lần một đã scam. Một thời gian sau, họ thông báo trả lại số tiền đã scam cho nhà đầu tư. Sau đó, họ lại tiếp tục thông báo triển khai dự án nạ và bán token các vòng tiếp theo. Và nếu như nhà đầu tư nào có gặp trường hợp này, thì không nên tiếp tục với dự án nữa. Thứ bảy, việc kiếm tiền quá dễ dàng. Kiếm được 1 đô, 5 đô hay 10 đô mà quá dễ khi đăng ký hoặc tham gia khảo sát, hoặc làm airdrop, hoặc là giới thiệu bạn bè. Tất cả những trang web kiếm tiền dễ dàng, những sàn giao dịch, những token mới phát hành mà kiếm tiền quá dễ nếu không scam, thì họ khai thác thông tin cá nhân của quý vị. Thứ 8, không đúng lộ trình cam kết. Một token trước khi phát hành đều có thông tin đầy đủ về tính minh bạch một lộ trình phát triển, thời gian triển khai cụ thể.
Và thứ 9, bạn được chào mời và lôi kéo vào một dự án. Nhà phát triển trả hoa hồng cho người giới thiệu quá lớn và quý vị được người thân bạn bè lôi kéo vào một dự án chưa rõ ràng. Chính người thân hay bạn bè của quý vị cũng chưa tìm hiểu kỹ về dự án mà thấy lợi nhuận hoa hồng quá cao nên họ muốn quý vị tham gia. Vâng, và cuối cùng tôi xin chúc mừng tất cả quý vị đã xem video này không bị scam khi tham gia mua bán các token DeFi. Trên đây là kinh nghiệm của tôi khi chơi token DeFi đã gặp phải và đúc kết lại để quý vị tham khảo. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.